chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình. 2 tháng 9 này thì mình vừa mới về quê. Tức là lúc mà các bạn xem video này thì mình đã trở lại Hồ Chí Minh rồi. Đi rất là chóng vánh, kiểu mình chưa kịp cảm nhận được hết không khí ở nhà. Bởi vì suốt ngày mình cứ phải làm việc từ vẽ commission đến video đến làm mấy công việc rất là linh tinh lang tan. Kiểu mình không có được thời gian nghỉ ngơi nhiều và cũng không có thời gian để mà ở với gia đình mình nhiều á. Nhưng mà nói chung là gần nửa năm rồi mình mới về nhà, cho nên là thôi, về nhà thì cứ coi như là có về là được, gặp mặt cha mẹ các kiểu thôi. Ok. Hôm nay thì mình sẽ làm một cái video speak pan khá là dài dòng, bởi vì mình vẽ tranh này tới tận 1 tiếng rưỡi, nhưng mà mình là speak pan cho các bạn thì mình cố gắng rút lại ngắn nhất có thể. Nhưng mà vẫn cố gắng để cho các bạn có thể theo dõi được cái quá trình mà mình vẽ làm sao mà nó không có quá nhanh. Ở phần đầu video thì các bạn có thấy là mình sử dụng hai cái hũ màu bé bé xinh xinh. Thì hũ màu này là hũ màu handmade mà mình đã làm lúc mà mình còn ở quê. Mình đã làm hai hũ màu này thì nó làm thì rất là đơn giản thôi. Sẽ cố gắng làm một video về làm những cái màu như vậy. Như các bạn thấy thì cái màu sắc của nó rất là tươi, rất là sáng luôn. Và nếu như mà bạn nào mà có sử dụng màu Ecolin thì các bạn sẽ thấy là nó khá là tương tự, nhất là cái màu xanh nó khá là tương tự và rất là tươi. Nhưng mà cái màu mà mình làm ở đây thì nó rất là rẻ tiền thôi, nó không có cần các bạn phải đầu tư nhiều. Các bạn chỉ cần mua một xíu tiền thôi, sử dụng một xíu tiền thôi là các bạn đã có nguyên một cái hũ mực màu xanh và những cái màu khác rất là đẹp luôn. Hy vọng là mình sẽ có thể làm cho các bạn video handmade cái màu này sớm nhất có thể. Yên tâm là nó rất là đơn giản và rất là dễ sử dụng nha. Thật ra khi mà đúng rồi, cái tấm tranh này thì mình có livestream và sketch cái phần sketch của nó ở bên trang cá nhân của mình. Thì bạn nào có muốn xem phần sketch thì các bạn có thể vào trang cá nhân của mình sẽ để link Facebook của mình ở bên dưới ha. Ok, và 12 phút tiếp theo chúng ta sẽ dùng để trò chuyện và mình sẽ cùng nhau trả lời một vài câu hỏi ở phần bên dưới comment của các bạn ha. Ok, let's go. Vì hôm nay không phải là một video hướng dẫn tutorial cho nên là mình sẽ không có nói nhiều về cách mình vẽ tranh ha. Mình sẽ chia sẻ những cái những gì với những gì mà các bạn đã hỏi mình ở trong những cái video clip trước ha. Ok, đi đọc những comment của các bạn nào. Mình không có rảnh để mà rep hết tất cả liền cho các bạn được, hình như là có những cái mà mình sẽ rep liền, có những cái thì mình sẽ rep sau, hoặc là có nhiều bạn rep giùm mình luôn thì mình rất là cảm ơn các bạn ha. Mình sẽ trả lời một vài câu hỏi trong video gần đây nhất. Đầu tiên là sò làm video thế nào và mở commission net như thế nào để mở commission. Cái vấn đề này thì nó hơi nhiều, hình như là mình nghĩ là mình sẽ làm một cái video riêng để mà nói về cái vấn đề này. Và mình làm video như thế nào, mình nhận được rất là nhiều câu hỏi, mình làm video như thế nào, mình chỉnh giọng như thế nào, mình quay phim như thế nào các kiểu. Thật ra thì mình quay clip là mình quay bằng cái điện thoại của mình và chỉ bằng camera thường thôi. Ok, điện thoại của mình là điện thoại Tàu, điện thoại Trung Quốc, hàng qua chợ thì nó các kiểu, hình như là các bạn không cần phải quan tâm để ý nó lắm đâu. Nhưng mà nói chung là chất lượng camera của nó thì cũng bình thường thôi, nó chỉ có 5 megapixel, mình
vẽ, chụp hình hay cái gì, quay video đó thì đều xài sử dụng cái điện thoại này hết. Mình không xài máy quay phim này nọ, thành ra là cái chất lượng video của mình nó chỉ có khoảng 720 thôi ha, nó cũng khá là tệ, nhưng mà các bạn coi được là được rồi. Ok, mình cũng sắp đổi điện thoại rồi, nghĩa là các bạn yên tâm là video sau này chất lượng nó sẽ đẹp hơn rất là nhiều. Hy vọng là sẽ có thể đẩy lên được HD cho các bạn xem sẽ tốt hơn, đẹp hơn. Mình edit video bằng phần mềm gì? Mình edit video trên Adobe Premiere Pro CC 2018. Đấy, đó là cái phần mềm mình edit. Mình thường hay chụp những cái khúc mà mình edit tranh cho các bạn xem. Đó thì mình edit ở trên đó là chủ yếu. Về phần hình thumbnail rồi những cái hình này nọ thì mình sẽ xài Adobe Photoshop. Của mình là CS6 thì phải, mình nhớ là vậy, hình như là vậy. Đó. Việc mở commission thì mình sẽ trả lời trong một video nào đó. Bởi vì dạo hôm nay mình cũng làm commission rất là nhiều, hình như là mình không có rảnh để mà làm những cái video mà chia sẻ nội dung này nọ. Bởi vì thật sự là tháng này mình cố gắng đi làm commission để mà kiếm tiền mua điện thoại. Thành ra là mình hơi bận và cũng sắp nhập học rồi. Thành ra là mình sẽ có nhiều cái hoạt động ở bên đoàn khoa, đoàn trường nhiều hơn. Thành ra là mình sẽ hạn chế làm những cái video mà tip hay là tutorial nữa. Bởi vì cái đó thì làm rất là mất thời gian và chuẩn bị rất là nhiều ha. Các bạn hãy thông cảm giùm cho mình, bởi mình không có nhiều thời gian lắm. Mình cũng là đi học rất là nhiều, làm thực hành này nọ. Thành ra là mình sẽ cố gắng làm video nhiều nhất có thể, mình có thể, mình hứa là như vậy. Theo có nhiều bạn hỏi mình là mình xài họa cụ nào, thì hầu như là mỗi khi mà mình làm video mới, vào những video gần đây thì mình đều có nói tên họa cụ của mình, mà mình không biết là các bạn tắt âm hay gì đó, mà các bạn cứ xuống comment và các bạn nói là chị ơi chị xài cọ gì, chị ơi chị xài giấy gì, vân gì, đủ thứ hết. Nhưng mà mình xin nói với các bạn là mình hầu như là mình đều có nói những cái họa phẩm họa cụ mà mình đã xài, thành ra là các bạn chịu khó xem lại video của mình để biết mình xài cái họa phẩm họa cụ gì ha. Rồi, tiếp theo, lần sau chị để tên kèm giá luôn được không ạ? Thật ra là mình là một người hay quên, nhất là những chuyện gì không quan trọng thì mình rất là hay quên. Giá tiền này nọ thì các bạn có thể lên shop, các bạn check giá giùm mình ha. Cái đó đâu có tính phí đâu, hình như các bạn cứ lên shop, các bạn check giá giùm cho mình. Bởi vì mình không phải là cái người quảng cáo, mình không có làm video để quảng cáo cho một cái shop nào đó mà họ bỏ tiền ra mình quảng cáo thì mình sẽ nói cái giá. Nhưng mà đằng này họ không có bỏ tiền mình ra, mình đang BR free cho họ, thành ra là ok, các bạn muốn thì các bạn có thể tự đi điều tra ha. Mình không có nhận tiền quảng cáo, thành ra là đừng hỏi mình điều đó.
Tiếp theo, có những bạn phản ánh với mình là mình đừng có chỉnh giọng nói nữa. Thiệt ra là mình chỉ chỉnh lên tốc độ nhân thêm 0.25 nữa thôi, có nghĩa là sẽ nhanh thêm một xíu. Giọng của mình á thì nó cũng bình thường, không có gì hết. Hình như đợt trước mình có đọc một cái comment nào đó mà nói là chị chỉnh giọng nhanh như vậy để nghe cute chim te hơn hay gì. Không nha các bạn, giọng của mình là như thế này. Mặc dù nó không có hay lắm nhưng mà mình chỉnh giọng nhanh lên chỉ vì một cái mục đích là tại vì mình không thể nào nói theo kịp cái video. Một cái video độ dài 4 phút thì mình phải chỉnh cái giọng của mình nhanh lên để mà mình có thể nói nhiều hơn, mình chia sẻ nhiều hơn với các bạn mà các bạn vẫn có thể nghe được. Thì mình phải chỉnh giọng nhanh thêm một xíu, thì mình chỉ cố gắng là chỉnh lên 0.25 thôi để các bạn có thể nghe được nhiều thông tin hơn. Bởi vì mình nói chuyện á, mình không có kịch bản sẵn, thành ra là mình nó hơi lan man một xíu, rồi mình phải nói nhanh, mình còn cắt, mình gọt video các kiểu, cái bằng lòng tiếng các kiểu. Thành ra là mình phải đẩy nhanh tốc độ lên để mà mình nói các bạn nghe có được nhiều thông tin hơn trong một cái video clip đó, chứ không phải là mình muốn các bạn nghe mình kiểu cute dễ thương được ha. Không nha các bạn, giọng của mình là như thế này. Ok, mình sẽ test thử một đoạn ha. Hello, xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với mình. Đây là channel của mình Sọt Kimura. Chào mừng các bạn đã đến học hỏi và chia sẻ với mình. Ok, cái giọng của mình nó là như vậy. Nó cũng bình thường thôi, không có gì hết. Cách mình nói chuyện bên ngoài á, thì rất là bình thường như vậy. Nhưng mà khi mà mình rep tin nhắn thì thường là mình rep hơi cục xúc một xíu, kiểu hơi khó chịu. Hình như là mình lúc nào cũng vậy. Mình hy vọng nếu mà bạn nào đó inbox với mình á, thì cố gắng chịu khó một xíu. Mình nhắn tin, cách mình nhắn tin là như vậy. Đó, hình như là bạn nào có nhắn tin với mình rồi á, thì các bạn sẽ biết là mình nhắn tin nó hơi cục rủng một xíu. Mình biết rồi cái tính của mình, bởi vì mình thường xuyên trao đổi công việc qua inbox, hình như là những cái câu từ của mình nó phải chính thống một xíu, nó không có cười cợt giỡn hết rồi nọ, để cho người ta thấy mình là người nghiêm túc trong công việc á. Đó, thì mình cố gắng sau những cái comment, sau những cái câu rap của mình thì thường mình sẽ thêm vô chữ nha, chữ nhé, để cho cái câu mình nó nhẹ bớt đi, cho người nghe họ, người đọc, người nghe người họ không có thấy phản cảm á. Thì ra là mình già rồi các bạn ơi, mình 20 mấy, mình 20 rồi chứ mình đâu có còn nhỏ tuổi gì đâu mà nói giọng chỉnh giọng sao để cho các bạn nghe nó chim te cứ te cái kiểu. Không, giọng đó là bình thường, chuyện nói chuyện bình thường của mình. Mình vẫn nói chuyện với em út của mình như vậy, vẫn nói chuyện với người khác như vậy. Thậm chí mình chỉ thảo mai khi mình gọi điện thoại với những anh shipper, những người mà mình không biết mặt, thì mình mới nói chuyện như vậy, kiểu lịch sự. Đó là nhỏ nhẹ lịch sự với người khác. Không biết các bạn suy nghĩ như thế nào, thật sự ra mình chỉ có ý tốt là cho các bạn nghe nhiều để các bạn tiếp nhận thông tin nhiều hơn thôi, chứ mình không có cố ý chỉnh giọng thế nào đâu. Còn nếu mà các bạn cảm thấy khó nghe quá thì các bạn có thể chỉnh về lại tốc độ, lùi lại 0.25 thì sẽ ra giọng chuẩn nha. Thật sự mình có không biết nó chuẩn hay không. Maybe tiếp. Theo lại là một vấn đề về phần âm thanh. Chị ơi, lần sau chị chỉnh nhạc nhỏ lại một chút và làm sao để chất lượng âm thanh nên tốt nhất nha chị. Ok, thật ra là không biết các bạn có biết hay không, nhưng mình thu âm riêng. Và lúc quay video thì mình không có nói chuyện trực tiếp như vậy, mình thu âm riêng rồi mình ghép vào video. Thành ra là phòng mình thì không có phải là phòng cách âm. Để có chất lượng âm thanh mà ổn định thì mình phải thu âm khi mà phòng mình nó không có ai hết, và mình vô trong toilet để mình thu âm. Cho cái chất lượng nó ổn một xíu. Bởi vì cái phòng của mình á, nó có một cái cửa sổ rất là rộng và nó thúc âm rất là nhiều, âm từ bên ngoài. Và cả mình ở gần cái sân bay á, các bạn, hình như là tiếng máy bay nó ù bay qua. Các bạn nào mà xem video livestream của mình thì các bạn sẽ nghe, lâu lâu sẽ nghe mấy tiếng máy bay bay dèo dèo qua kiểu, thành ra rất là ồn. Mình đã cố gắng vào trong toilet để ghi âm, để chất lượng âm thanh nó lên tốt nhất rồi, thành ra là
các bạn cũng thông cảm cho một xíu, mình không có tiền để mà đầu tư quá nhiều cho cái chuyện làm YouTube đâu, bởi vì mình vẫn còn là học sinh sinh viên thôi, nên mình rất là nghèo. Đấy, các bạn hãy thông cảm giùm cho mình nha. Ok, tiếp theo chị dùng màu gì thế chị ơi? Màu của mình thì mình xài rất là đa dạng á, mình nhưng mà chủ yếu vẫn là Hobby In nè, Wilson Newton, Power Pen. Dạo gần đây thì mình có xài những cái bóc két nhỏ nhỏ, thì những cái bóc két đó thì mình đã có giới thiệu trong những cái trong cái video là những cái họa phẩm yêu thích nhất tháng 8 của mình rồi. Những cái họa phẩm nào mới thì mình sẽ tiếp tục giới thiệu đến các bạn trong video những sản phẩm yêu thích giữa tháng 9, thì các bạn cứ cố gắng chờ nha. Tháng 9 sắp tới rồi nhưng mà khoảng tầm cuối tháng thì mình mới có thể làm video đó cho các bạn được. Ok, tháng này thì mình sẽ tập trung vô những cái màu mà mình được tặng nhiều hơn, và mình sẽ cố gắng đi mua thêm quà phẩm, quà cụ nọ để review cho các bạn nha. Mình biết là các bạn có thể thích cái chuyện đó. Tiếp theo là từ Sherry vẽ tóc. Chị có thể quay một video về cách vẽ tóc không? Vẽ chì, vẽ tóc bằng chì. Bạn có thể xem lại những cái video livestream, cụ thể là cái video livestream gần đây nhất của mình đó, thì mình sẽ có sketch luôn. Nhưng mà sketch của mình nó khá là rối. Các bạn biết vẽ tóc thì nó không có phải gọi là quá là cầu kỳ đi. Nếu bạn nào muốn thì mình sẽ cố gắng làm một video vẽ tóc bằng chì, nhưng mà mình nghĩ là nó xa chứ không phải là một thời gian đâu nha các bạn. Hãy cố chờ và hãy nhắc mình nếu như mà mình quên nha. Chị làm trước tutorial share quần áo đi ạ. Cảm ơn trước. Tutorial vẽ nét quần áo á, thật ra là cái đó mình luôn nói với các bạn là các bạn hãy cố tập quan sát những cái trang phục thường ngày, những cái sự vật xung quanh thì các bạn sẽ có thể vẽ được nó. Khi mà các bạn có thể coi tutorial bằng cách vẽ ở trên mạng. Mình không thể với cái ngôn từ hạn hẹp của mình thì mình nghĩ là mình không có khả năng để mà nói cho các bạn hiểu được. Các bạn, mình chỉ có thể nói là các bạn
hãy tập quan sát những cái sự vật ở kế bên mình, những cái nếp gấp quần áo trên chính trang phục mà các bạn bận. Đó là những cái tư liệu học hỏi mà mình đã từng sử dụng. Mình luôn, khi mà mình có một người đó ngồi trước mặt mình hoặc ngồi kế bên mình thì mình hay luôn rất là hay nhìn vào trang phục quần áo xăm soi các kiểu. Một phần là do bệnh nghề nghiệp của mình, là mình học ngành may, mình chuyên gia xăm soi ba cái đó. Thứ hai nữa là mình nhìn để mà mình biết cách mà sáng tối như thế nào á. Đó, thì mình thường hay nhìn trực tiếp lên cái quần áo trang phục của người ta để mà mình học cách vẽ photo. Và bên cạnh đó thì mình cũng hay nhìn tranh của những bạn khác để mình xem là họ vẽ như thế nào để mà mình học hỏi thêm. Đấy, mình vẫn luôn luôn học hỏi nha. Mình không có phải là thần thánh gì đâu nha các bạn. Không cần phải bảo mình là chỉ gì quá, mình cũng thật ra mình không biết để diễn tả như thế nào để các bạn hiểu. Đó, thì cũng rất là khó khăn cho mình. Mình lòng tiếng cho các bạn thì mình không thể nào mà mình sub cho các bạn được, bởi vì cái khối lượng giọng nói, cái lời nói của mình nó rất là nhiều. Và sub hết là mình phải nghe lại video đó, xong mình sub từ từ. Mà khi mà với cái tốc độ nói vậy thì chỉnh sub nó rất là khó, rất là cực luôn. Bạn nào mà có từng làm sub rồi á, sub title rồi á, thì các bạn sẽ biết là nó cực như thế nào. Đó, làm một cái video lòng tiếng, làm một cái video edit sub như vậy thì nó rất là lâu. Và mình hy vọng là bạn nào biết cách làm sub title thì hãy giúp mình làm sub cho các bạn nghe. Bởi vì mình bã quá các bạn, mình không có nhiều thời gian để mà mình làm nữa. Vào năm học rồi mình có rất là nhiều việc để làm. Vì vậy cho nên là mình mới nghĩ ra cái phương pháp lồng tiếng để các bạn có thể nghe dễ hơn. Còn sub thì sẽ là mình sub không kịp cái giọng mình đâu. Tệ luôn các bạn. Vì chị tua rất nhanh như này thì chị có thể tua vừa vừa thôi. Xong rồi chỗ nào không cần thiết thì chị cắt lại. Tại vì chị tua nhanh quá nên nó kiểu khó nhìn. Ok, như thế này nha. Mình làm video speed band có nghĩa là mình sẽ quay nhanh cái phần nguyên cái phần vẽ của mình. Đáng lý ra là mình sẽ tua nhanh tốc độ nhất. Mình đây không phải là một mình quay video chữ là speed band có nghĩa không phải là tutorial mà mình quay chậm và mình giảng giải cho các bạn. Thành ra là speed band thì nó sẽ nhanh rất là nhiều luôn để mà nó kịp á. Ví dụ như cái video này của mình đi, mình vẽ trong 2 tiếng rưỡi, mình rút lại còn 30 phút là vẫn còn rất là dài luôn. Theo như mình thấy một cái video speed band á mà chuẩn, ý theo mình nói là chuẩn á, thì chỉ nên khoảng tầm 10 phút đến 15 phút thôi, bởi vì các bạn sẽ rất là nhanh chán. Thành ra là mình không muốn các bạn vừa mới coi khoảng bao nhiêu phút đó là các bạn out ra. Thành ra mình mới thêm phần lồng tiếng và phần Q&A chứ nếu không á là mình sẽ chỉ để cái video speed band và chèn nhạc thôi. Mình không cần phải làm Q&A cho các bạn để các bạn đỡ chán á, thì mình mới chèn những cái phần này thôi. Đó, vì vậy cho nên là mình không thể nào mình quay kiểu chậm. Bởi vì khi mà mình quay chậm mà mình cắt đi một vài khúc á, thì các bạn lại nói là chị ơi tại sao chỗ này chị tô như thế này, ủa tự nhiên ở đâu mà chỗ này nó lại có cái màu như nhà chị tô hồi nào sao em không thấy, chị sao chị không làm nguyên một cái video hoàn chỉnh các kiểu. Nói chung là có rất là nhiều câu hỏi, nên là mình cố gắng không cắt bớt đi video của mình để cho các bạn xem được toàn bộ cái quá trình mình vẽ đó, và mình lồng thêm tiếng để cho các bạn đỡ chán thôi chứ không có cái gì hết á. Thank you.
Tiếp theo, theo mình nhận xét thì fail tai mặt sai tỷ lệ lệch cổ tóc thì add highlight và share chưa đều và ổn định. Mấy bạn đừng nghĩ mình phán xét hay qua nhé. Ok, cái comment này á, lúc mà mình đọc thì mình cảm thấy rất là ức chế, rất là bức xúc. Cái kiểu mình muốn nói với các bạn như thế này: mình là một người vẫn còn đang trong quá trình tập luyện, mình không tự nhận mình là một artist chuyên nghiệp, mình chỉ là một người nghiệp dư thôi. Nghĩa là mình chỉ cố gắng vẽ, chia sẻ những cái kinh nghiệm, kiến thức của mình đến với các bạn. Mình không có hề có chuyên môn, như các bạn biết mình không phải học về vẽ, hội họa hay là học kiến trúc để ít nhất có những cái kiến thức cơ sở chia sẻ cho các bạn, mà mình học ngành may. Thành ra là những gì mà mình vẽ chỉ là kinh nghiệm của mình thôi, và mình vẫn đang trao dồi kinh nghiệm đến từ những bạn artist khác, đến từ những cái trang web hay những cái gì đó mà mình học hỏi được thì mình cảm nhận và tiếp tục học hỏi trong cái quá trình mình vẽ đó. Thành ra là mình không hề tự nhận là mình vẽ đẹp, thành ra là fail cái này fail cái kia, chỗ này sai tỷ lệ hay là vẽ chưa được đẹp lắm gì đó, vẫn là những cái lỗi sai rất là bình thường và mình sẽ phải gặp phải trong tương lai. Kể cả sau này mình có đi theo con đường vẽ chuyên nghiệp hay là mình có làm minh họa cho chỗ này chỗ kia thì dĩ nhiên là nó cũng vẫn sẽ có cái sai phạm nhất định. Không ai trên cuộc đời này tự nhận là mình vẽ chuẩn hết các bạn ấy, thành ra là hãy chấp nhận mình vẽ fail một vài chỗ nào đó, nhưng mà hãy cố gắng làm sao để cho mình vẽ tốt nhất. Đó là cái quan điểm của mình. Hy vọng là các bạn cũng đừng có quá lắc lỏng trong cái việc nhận xét người khác hay là quá soi xét cái kiểu đó. Nếu mà các bạn muốn nghe mình bày tỏ quan điểm kỹ hơn về cái phần này thì các bạn có thể vào trang cá nhân của mình. Mình có một cái bài viết về cái phần này đó, thì là các bạn hãy vào trang cá nhân của mình và xem. Ok. Rồi thì đó là kết thúc của phần Q&A lần này. Mình đã trả lời một vài cái câu hỏi mà mình nghĩ là các bạn sẽ muốn mình giải đáp. Mặc dù mình không có trả lời trong cái comment nhưng mà mình sẽ giải đáp trên video. Thì ở video clip Speakband và Q&A lần sau, các bạn muốn mình trả lời những câu hỏi nào thì hãy comment bên dưới để mình biết, và mình sẽ chọn ra những câu hỏi nào mà nó hay nhất, nó xéo sắc nhất để mà mình trả lời cho các bạn ha. Còn video của mình thì đến đây là hết rồi. Hy vọng là cái video Speakband này các bạn đã nghe mình nói nhảm rất là nhiều. Mình sẽ quay lại trong một cái video clip mới về cách làm màu handmade hoặc là cách mở commission trong tuần sau. Hy vọng là vậy. Bởi vì tuần sau thì trường của mình sẽ làm một cái gala chào tân sinh viên. Mình sẽ phải lưu bu nhiều chuyện mà mình không biết là mình có thể quay video clip được hay không. Nhưng mà video lần sau chính là video mình đã có điện thoại mới rồi. Thề với các bạn, hứa với các bạn luôn là video lần sau sẽ đẹp hơn rất là nhiều, bởi vì điện thoại mới của mình nó sẽ xịn hơn, cực xịn luôn. Mặc dù không phải cực xịn lắm đâu, nó chỉ có khoảng 3 triệu mấy thôi, thành ra là nó rất là, nó cũng hơi ấy, nhưng mà dĩ nhiên là chất lượng nó sẽ tốt hơn cái video clip này. Hy vọng là vậy, maybe các kiểu. Rồi bye bye các bạn, và hẹn gặp lại các bạn trong video clip tuần sau. Bye bye.